Vâng, xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với một HD News. Lời nói đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nghe chương trình của một HD News thật nhiều niềm vui và an lành. Sau đây xin mời quý vị khán thính giả đón nghe bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết vào lúc 20:40 đêm ngày hôm qua, các chiến hạm của Hải quân Trung Quốc đi đến vùng biển ngoài khơi Bãi Đá Chữ Thập và chuẩn bị thả cắt không tiếp thiệu. Trong khi đó, tàu chiến của Hải quân Việt Nam cũng tiếp đến khu vực Đá Chữ Thập, đầu từ hướng ngược lại. Các tàu ngầm đã chiếm vị trí nằm im, thình thích các chiến hạm đóng tàu tác chiến báo đen của Hải quân Việt Nam ta đã từng nhìn chiếm hạm với lực lượng Hải quân Trung Quốc trên màn hình radar và viên chỉ huy lực lượng lữ đoàn tàu ngầm 189 xin phép được tấn công bằng ngư lôi. Tư lệnh Trần Thanh Nghiêm trần trừ mất 4 phút trước khi quyết định cho phép khiến lực lượng của ta vận chuyển, tiếp tế và tiến tiến của Hải quân Trung Quốc thoát ra khỏi tầm ngắm của ngư lôi tối ưu. Tất cả các quả ngư lôi của Hải quân Việt Nam bắn ra ngay sau đó đều trượt mục tiêu. Cùng lúc đó thì các tàu hộ vệ tên lửa của lữ đoàn vùng 4 Hải quân nổ súng nhanh chóng bắn trúng và đánh chìm hai chiếc kim hạm cỡ lớn của Hải quân Trung Quốc làm nhiệm vụ hộ tống tuyến đường chi viện ra đảo Chữ Thập của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc BOA. Các tàu chiến còn lại của Hải quân Việt Nam đồng loạt vào vị trí trận địa ngăn chặn tiếp tuyến tế của Hải quân Trung Quốc. Đội đặc nhiệm Bảo Đen tăng tốc bẻ lái quay đầu phóng liên tổng cộng 32 quả ngư lôi về phía chiếm hạm của Hải quân Trung Quốc. Các quả ngư lôi của lữ đoàn tàu ngầm 189 được thượng tá Nguyễn Văn Bách đã đánh trúng và làm chìm 3 chiếc kiếm hạm của tên lửa tên 051B cũng như là làm hư hại nặng các tàu tuần dương tiếp 052C, tiếp 054 và 051C. Lực lượng tàu khu trục và các tàu chiến hạm còn lại của Hải quân Trung Quốc chạy thoát mà không chịu thêm thiệt hại nào khác. Nhưng thất bại không thể cung cấp bất kỳ hàng tiếp liệu nào cho lực lượng ở trên đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ta trong mấy ngày qua, lực lượng dân quân biển bên đảo Hải quân BOA ở đảo Chữ Thập đã bị tiêu hao khoảng 50 người mỗi ngày do thiếu thực phẩm, bệnh tật và các cuộc tấn công trên mặt đất và trên không từ phía Hải quân Việt Nam ta. Nhưng nỗ lực khác là do lực lượng của đặc nhiệm Hải quân Trung Quốc thực hiện nhằm tiếp tế trong các thời điểm của Hải quân Việt Nam trong tuần tra và cũng không thể làm nhẹ bớt đi sự khủng hoảng lương thực tại đảo Chữ Thập. Trong khi một trong những chiếc tàu khu trục cùng với một số kim hạm của Hải quân BOA lại bị ngư lôi từ lữ đoàn tàu ngầm 189, lữ đoàn trưởng thượng tá Nguyễn Văn Bách phóng ngư lôi đánh chìm vào chiều tối ngày hôm qua. Hải quân Trung Quốc tiếp tục đối mặt với vấn đề cung cấp đủ tiếp liệu nhằm duy trì đạo quân của BOA tại đảo Chữ Thập. Nhưng cố gắng chỉ là sử dụng toàn tàu về vận chuyển những lương thực và nhu yếu phẩm trên hòn đảo này bị thất bại do Hải quân Việt Nam ta đánh chặn trong thời gian vừa qua. Cùng với đó là K-28 săn ngầm trên các tàu hậu vệ tên lửa của Việt Nam tuần tra suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Một nỗ lực phục hồi tại đảo Đá Chữ Thập của Hải quân BOA nhằm xây dựng lại các căn cứ, khu vực Trường Sa để giúp sử dụng thuận tiện các xà lan tiếp liệu, điểm chóng những đảo khác, cũng như là bị thất bại do các bị đợt không kích của không quân Việt Nam lùng rút, dọn bom xuyên suốt thời gian của Hải quân BOA tái thiết lập căn cứ vào sáng ngày hôm nay. Cơ quan tình báo Việt Nam cũng đã gửi thông điệp về tình hình ở đảo Đá Chữ Thập do Hải quân Trung Quốc kiểm soát đang thiếu lương thực trầm trọng và Hải quân BOA liên lạc được đợt chi viện rằng họ đang đối mặt với khủng hoảng lương thực và một số đơn vị của Hải quân BOA ở đảo Đá Chữ Thập không được tiếp lương thực trong 6 ngày và ngay cả các đơn vị phía sau chỉ nhận được 1/3 khẩu phần thông thường. Tình huống này bởi phía Hải quân BOA phải tiếp tục và sử dụng các tàu khu trục trong việc cung cấp tiếp nhiên liệu cần thiết lên đảo Đá Chữ Thập. Bộ Tham mưu Hạm đội Hải Nam đã vạch ra kế hoạch nhằm giảm thiểu nguy cơ vây ra các tàu khu trục vận chuyển tiếp liệu đến các đảo Đá Chữ Thập. Các thùng dầu hoặc cá lớn được rửa sạch rồi chất đầy lương thực, thuốc men và đầy đủ không khí bên trong, giúp nó nổi trôi, kết lại với nhau bằng dây thừng. Khi các tàu khu trục của Hải quân BOA đi đến đảo Đá Chữ Thập, chúng sẽ đổi hướng nhanh, trong khi dây thừng được cắt rời và một người ra biển hay xuồng có thể vớt dầu trôi nổi và kéo chúng vào bờ, nên các binh sĩ Hải quân Trung Quốc có thể nhận được đồ tiếp tế liệu ở phía Hải quân Việt Nam. Đơn vị tăng cường lữ đoàn tàu ngầm 189, lữ đoàn của Thượng tá Nguyễn Văn Bách được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhiệm vụ thực hiện trận đánh tuyến vận chuyển từ đảo Hải Nam đến đảo Đá Chữ Thập do Hải quân Trung Quốc mở đường. Ban ngày chúng sử dụng phương pháp thùng rỗng như trên, nhưng vào ban đêm, đồng cốt lực lượng của Hải quân Trung Quốc bao gồm cả 8 tàu khu trục
và trong đó có 6 chiếc là xe mang từ 200 cho đến 240 thùng tiếp liệu. Mỗi chiếc lên đảo Đại Chứa Thập được lực lượng tình báo cho biết về kế hoạch tiếp tế của Hải quân Trung Quốc, Liễu đoàn tàu ngầm 189. Thượng tá Nguyễn Văn Bách ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm Báo Đen vừa mới được thành lập, bao gồm 6 tàu ngầm Kilo và 4 tàu hậu vệ tên lửa dưới quyền chỉ huy của Tư lệnh Trần Thanh Nguyên. Đánh trả lực lượng tiếp tế của Hải quân Trung Quốc tại đảo Đá Chữ Thập, ngoài khơi quần đảo Trường Sa của Việt Nam, có thêm 2 tàu phóng lôi gia nhập lực lượng của lữ đoàn tàu ngầm 189 trên đường đi của quân cảng Cam Ranh đến Hoàng Sa trong ngày binh chủng. Tàu ngầm là một binh chủng của quân đội nhân dân Việt Nam thuộc quân chủng hải quân có nhiệm vụ tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nối cũng như là các phương tiện thủy đối với đối phương có thể là hoạt động độc lập hoặc là hiệp đồng với các lực lượng khác theo yêu cầu nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, lực lượng còn có khả năng trinh sát do tháp cùng với mục tiêu quân sự của đối phương bằng các thiết bị tác chiến điện tử và rải thủy lôi. Ngăn cản hoạt động của các phương tiện trên biển, lữ đoàn tàu ngầm 189 của Hải quân thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 2011. Trải qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngay sau khi thành lập, lữ đoàn nhanh chóng kiện toàn bộ tổ chức, biên chế quân số, vũ khí, trang thiết bị cùng với quá trình đào tạo thủy thủ tại nước bạn, lần lượt 6 tàu ngầm về nước an toàn. Cán bộ thủy thủ lữ đoàn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, tiếp nhận, làm chủ vũ khí, trang thiết bị và cơ sở. Bởi 6 tàu ngầm được đưa vào đội hình chiến đấu của quân chủng trước khi thời hạn 6 tháng đã khẳng định bản lĩnh trí tuệ của cán bộ. Chiến sĩ Hải quân Việt Nam được chuyên gia nước bạn đánh giá cao, phát huy độc lập, tự chủ, sáng tạo. Cán bộ thủy lữ lữ đoàn đã nhanh chóng tiếp nhận, làm chủ và đưa trung tâm mô phỏng, sonar và tác chiến chống ngầm vào huấn luyện. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, cán bộ chiến sĩ đã có nhiều sáng kiến nhằm khai thác, vận hành trang thiết bị, tàu ngầm phù hợp với điều kiện, thời tiết, khí hậu, đặc biệt tình hình vùng biển Việt Nam. Trong những ngày qua, các tàu ngầm đã cơ động hàng vạn hải lý thực hiện nhiệm vụ tấn công và các nhiệm vụ khác trên biển, đảo, đảm bảo an toàn tuyệt đối với người và vũ khí, trang thiết bị. Đặc biệt năm 2017, lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bắn tên lửa, khẳng định khả năng làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân khen ngợi. Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ, các cấp trong lữ đoàn không ngừng nâng lên, kỹ năng khai thác sử dụng vũ khí, trang thiết bị của thủy thủ ngày càng thuần thục. Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình huống, Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn chủ trọng đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh, bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, các cơ quan đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả một tập trung, ba đột phá, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin, ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, niềm tin, vinh dự, tự hào, ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ cấp ủy và các cấp, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Công tác tuyên truyền thi đua, khen thưởng gắn với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành đạt hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua, lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu nạn trên biển tàu 911, hải đội 818 đã cứu nạn thành công. 5 tàu bị nạn, trong đó 2 tàu là nước ngoài. Lữ đoàn phối hợp với tỉnh Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra với số tiền ủng hộ hàng tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động. Lữ đoàn giúp nhân dân xã Cam Hải Hành Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa xây dựng nông thôn mới về nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo niềm tin, tình cảm tốt đẹp cho lòng nhân dân. Cùng với đó, lữ đoàn chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là đối với 6 tỉnh, thành phố có tàu ngầm mang tên, thực hiện tốt các công tác dân vận, tham gia xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm chủ động, chú đáo, hiệu quả, nghĩa tình. Đảng ủy và chỉ huy lữ đoàn đặc nhiệm quan tâm đến công tác chính sách, đảm bảo kịp thời đầy đủ các đối tượng hoạt động đền đáp nghĩa. Chính sách hậu phương quân đội từng bước đi vào chiều sâu các tổ chức quần chúng, hội đồng nhân dân hoạt động đúng chức năng, thường xuyên đổi mới về nội dung và hình thức dân chủ, cơ sở được mở rộng và phát huy. Đảng bộ lữ đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách giải quyết, tạo mối quan hệ giữa lãnh đạo và chỉ huy, xây dựng cặp đôi mẫu mực, chuẩn giữa người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên. Đây là nét văn hóa đặc trưng riêng của bộ đội tàu ngầm. Trải qua 9 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 đã vun đắp nên truyền thống đoàn kết, thống nhất, chính quy, mẫu mực.
Bí mật, bất ngờ tiến công quyết thắng, truyền thống đó giống như là tấm gương sáng để cán bộ, thủy thủ hôm nay và mai sau tiếp tục noi theo, chiến đấu, rèn luyện và xây dựng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của 1HD News. Để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi đa chiều của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share, đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.